Còn tại Hậu Giang, nông dân cũng đang chủ động nguồn hàng phong phú, đa dạng và chất lượng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Nông dân xuống giống gần 3.900 ha rau màu, trong đó hơn 2.500 ha phục vụ thị trường Tết, tăng 4,4% so với cùng kỳ, ước sản lượng hơn 40.000 tấn. Cây ăn trái có hơn 12.300 ha. Các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật tập huấn, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại, bảo vệ cây trồng hiệu quả, đảm bảo năng suất.